Cô chào mừng các em học sinh đến với bài giảng sinh học 8. Nay cô trò chúng ta lại tiếp tục tiết học online. Trong chương trình hôm nay, trước khi vào bài mới, cô hỏi lại kiến thức cũ của các em nhé. Em hãy cho cô biết, hệ vận động gồm những hệ cơ quan nào? Chức năng của hệ vận động là gì? Bài này các em đã được tìm hiểu ở bài 2 cấu tạo của cơ thể người rồi. Chắc các em còn nhớ phải không? Hệ vận động là bao gồm có bộ xương và hệ cơ. Và chức năng của hệ vận động đó là nâng đỡ, rồi bảo vệ nội quan cũng như là tạo bộ khung giúp cơ thể vận động. Và hôm nay chúng ta lại được tìm hiểu một cái chủ đề trong cái hệ vận động, đó là chủ đề số 2, hệ vận động. Thì chủ đề này các em sẽ được học các tiết gồm những nội dung chính như sau. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về bộ xương. Thứ hai, cấu tạo và tính chất của xương. Thứ ba, tìm hiểu về cấu tạo và tính chất của cơ. Thứ tư, tiến hóa hệ vận động, vệ sinh hệ vận động. Và tiết thứ năm, các em sẽ được thực hành tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương. Trong chủ đề hôm nay, chúng ta tiểu học tiết đầu tiên là bài 7, là bộ xương. Thì bài này các em sẽ tìm hiểu các nội dung chính sau. Thứ nhất là tìm hiểu về các thành phần chính của bộ xương. Còn phân biệt các loại xương thì phần này các em sẽ tự học, trong bài cô sẽ không đề cập đến. Phần thứ hai, các em sẽ được tìm hiểu các khớp xương. Đầu tiên các em tìm hiểu phần 1 là các thành phần chính của bộ xương. Các em quan sát cho cô hình, đây là hình về cấu tạo của bộ xương và kể tên cho cô, bộ xương được chia làm mấy phần cơ bản? Chắc các em cũng đã tìm ra được câu trả lời đúng không? Bộ xương gồm có 3 phần cơ bản. Phần đầu, đây là xương đầu. Phần thứ hai, đây là xương thân. Đây. Và thứ ba, đây là xương chi. Cái phần đỏ mà cô gạch này được gọi là xương chi. Vậy thì mỗi phần gồm có những phần loại xương nào, tức là các em sẽ kể tên mỗi phần gồm có những loại xương nào. Đây cô phóng lớn, đây là xương đầu. Vậy thì xương đầu này bao gồm có khối xương sọ, từ phần này được gọi là khối xương sọ, và các xương mặt. Và các em lưu ý, các xương mặt này nó nhỏ, xương hàm thì nó bớt thô và nó có lồi cầm. Chính vì vậy cái tiếng nói con người được phát triển. Còn khối xương sọ thì sao? Khối xương sọ, các em thấy rằng là khối xương sọ là nó gồm có 8 xương khép lại. Đây là những cái xương được khép lại và tạo nên một cái hộp sọ lớn. Và cái xương sọ này nó rất là cứng, bảo vệ được cái phần não bộ ở bên bên trong. Nếu mà xương sọ mà có vấn đề, bị tổn thương, bị chấn thương thì nó sẽ rất nguy hiểm. Rồi các em quan sát tiếp đây phần xương thân thì xương thân gồm có các loại xương như là xương xương ức, rồi đây là xương sườn và đây là xương cột cột sống. Và xương cột sống thì các em nhìn, các em quan sát có dạng như là hình chữ S đúng không nào? Đây, hình chữ S. Và xương cột sống thì nó cong bốn chỗ tạo thành hai chữ S liên tục giúp cho cơ thể đứng thẳng. Ngoài ra thì cái nhờ cái hình chữ S này mà nó giúp cho phân tán bớt cái lực đi nơi để cho cơ thể nó không bị trọng lực, cũng như là nó giúp cho cơ thể không có dáng đứng thẳng. Và ngoài ra thì các em thấy ở cái xương sườn gắn với cái cột sống và xương ức thì nó tạo nên cái lồng ngực, và lồng ngực này được bảo vệ đó là tim phổi. Tiếp tục các em theo dõi xương chi thì bao gồm có xương tay và xương chân. Thì xương tay các em thấy có những cái xương cánh tay, cổ tay, cẳng tay cũng như là xương chân. Xương chân thì tính từ đai hông, xương đai chi tới xương cẳng chân cũng như tới bàn xương bàn chân. Đây là những cái loại xương thuộc dạng xương chi. Tiếp tục các em quan sát cho cô hình
tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa xương tay và xương chân, giải thích vì sao có sự khác nhau đó. Đây cô giới thiệu thêm, đây là xương tay, đây là xương chân, để các em nhìn thấy rõ. Như vậy là các em quan sát hình, các em đã tìm ra được điểm giống nhau và khác nhau giữa xương tay và xương chân rồi, phải không nè? Xương tay như các em thấy có xương đòn, xương vai, xương cánh tay, hoặc là xương tay thì đây là xương quay nè, xương trụ, hoặc là xương cổ tay, xương bàn tay, cổ tay đây, và những cái này là cái xương bàn tay. Rồi xương chân cũng vậy, thì các em thấy là có xương chậu, đai hông, như là xương đùi, xương khớp gối, hay là xương chày bên này, rồi xương mép, có khớp cổ chân và xương bàn chân. Như vậy chúng ta thấy rằng là điểm giống nhau đó là gì? Cả hai các em thấy là tương tự, như là xương đai thì ở tay thì có đai vai, ở chân thì có đai hông, và xương cánh tay thì ở chân có xương đùi, và xương cẳng tay ở chân thì có xương cẳng cẳng chân, và xương cổ tay thì ở chân là có cổ chân, và cả hai đều có xương bàn và xương xương ngón. Thì tuy nhiên xương tay thì các em thấy nó khác với xương chân ở chỗ xương tay nó ngắn hơn, nó mảnh và các khớp nó cử động nhiều nhiều hơn, cũng như bàn tay của các em thấy rằng là cử động rất là dễ dàng, cầm nắm rất là nhiều hoạt động từ cái bàn tay của mình. Còn cái xương chân thì nó dài, to và khỏe, ít cử động hơn. Vậy chúng ta thấy là cái sự khác nhau này đó là do cái tay thì có cấu tạo để nó thích nghi được với quá trình lao động, còn chân thì có cấu tạo là thích nghi với quá trình đi thẳng đứng. Rồi tiếp tục các em quan sát hình và kết hợp với thông tin cho cô biết bộ xương có chức năng gì. Các em cũng trả lời được đúng không? Bộ xương có chức năng đó là nâng đỡ cơ thể, là chỗ bám cho gân và cơ. Ngoài ra xương cũng có thể bảo vệ cơ thể như bảo vệ hộp sọ. Cùng với hệ cơ thì nó giúp cho cơ thể vận động được dễ dàng hơn. Đó là chức năng của bộ xương. Như vậy các em đã tìm hiểu rõ về thành phần chính của bộ xương. Bây giờ các em chốt nội dung ghi vào vở. Thứ nhất là bộ xương có chức năng. Chức năng là bộ xương là bộ phận nâng đỡ cơ thể. Thứ hai là bảo vệ cơ thể. Và thứ ba là chỗ bám cho cơ. Về thành phần thì bộ xương nó gồm có 3 thành phần chính, như là xương đầu thì gồm có xương sọ, xương mặt. Xương thân thì có cột sống, xương lồng ngực. Và xương chi có xương chi trên, tức là tay á, và chi dưới như là xương chân. Các em ghi nội dung vào vở nhé. Rồi, tiếp tục. Các em đã tìm hiểu xong kiến thức phần 1 La Mã, đã có kiến thức. Bây giờ cô hỏi, các em trả lời cho cô 2 câu hỏi sau. Thứ nhất, cái sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì? Chắc chắn là các em cũng trả lời được đúng không? Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa là để phù hợp với chức năng đứng, đứng thẳng và lao động. Câu hỏi số 2. Những đặc điểm nào của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng? Những đặc điểm nào? Các em có thể được liệt kê hết tất cả những đặc điểm mà xương người có thể thích nghi với tư thế đứng thẳng. Chắc các em trả lời được rồi đúng không? Đó là những đặc điểm như là cột sống nó có 4 chỗ cong như hình chữ S. Thứ hai là các phần xương gắn khớp phù hợp với trọng lực. Và thứ ba, lồng ngực nở rộng sang hai bên. Và thứ tư là xương cổ chân và xương gót chân ấy, nó phát triển, nó nở về phía sau, làm cho diện tích bàn chân lớn, đảm bảo cho sự cân bằng vững chắc của tư thế đứng thẳng. Tức là nhờ cái trọng lực, các em thấy khi đứng là phải trọng lực của cái gót chân phía sau nó rất là lớn. Như vậy các em tìm hiểu xong phần 1 La Mã, giờ các em qua phần tìm hiểu phần 2 La Mã, các khớp xương. Các em quan sát hình, cô giới thiệu đây là hình về các xương, như đây là khớp xương đầu gối này, đây là khớp xương cột sống và xương hộp sọ. Vì quan sát thật kỹ hình, kết hợp với thông tin trong có sách giáo khoa cho cô biết có mấy loại khớp xương, nêu đặc điểm của mỗi loại. À,
À, các em trả lời được rồi đúng không? À, có ba loại khớp xương mà các em cũng biết, à, các xương nó nối với nhau, à, tạo nên cái khớp xương. Và cái khớp này được gọi là khớp động, đó là xương đầu gối là khớp động. À, còn xương cột sống thì là khớp bán động, và xương hộp sọ là xương bất động. À, nghe cái tên thì các em cũng biết được là gì. À, khớp bất động tức là nó không có khả năng cử động, còn bán động là có khả năng cử động nhưng mà còn hạn chế, còn khớp động thì chắc chắn là cử động được nhiều hơn. Vậy quan sát thật kỹ hình cô chiếu để các ta thấy rõ cái đặc điểm. À, đây là cái khớp, khớp này là gọi là khớp bất động. À, các em để ý kỹ ha, khớp bất động đây là cái rãnh và không cử động được với các em. À, đây là ví dụ như khớp giữa các xương sọ này. À, giữa ra cái xương sọ nó không cử động để mà tạo nên một cái khối hộp sọ. Cái khối hộp sọ này rất là cứng để bảo vệ cái bộ não bên bên trong. Nếu mà các em thử tưởng tượng nếu mà cái khớp này có động được thì nó rất là nguy hiểm cho cái phần não ở bên trong ha. Rồi tiếp tục, các em thấy rằng đây là khớp bán động, thì khớp bán động ở giữa của các đốt sống của xương cột sống ha. À, đây. Và nó cử động mà hạn chế. Nó cử động hạn chế vì cái phần này nó các em thấy nó hẹp ha. Và thứ ba đó là xương, à, cái khớp thứ ba đó là khớp động. Thì khớp động này chúng ta có thể thấy là ở bàn tay. À, thì có những cái khớp như là khớp ngón tay, khớp cổ tay đúng không? Hoặc là đầu gối có khớp khớp gối. Thì cái khớp động là nó cử động dễ dàng nhờ hai đầu xương có sụn. À, cái sụn này, à, hai sụn đầu này nó khớp nằm trong một cái bao chứa dịch khớp, người ta gọi là bao hoạt dịch. Đây đây các em nhìn kỹ ha, hai cái này là đầu xương, hai đầu xương này nó có một cái lớp sụn, đây là gọi là sụn khớp ấy. Và nó nằm trong cái bao, khớp nằm trong cái bao, bao này là cái khoang dịch. À, thì nó có chất dịch nhầy, chất dịch nhầy thì nhờ có chất dịch nhầy này thì nó mới làm cho cái hai đầu xương này nó dễ hoạt động. À, các em tưởng tượng nếu không có cái dịch nhầy này để mà bôi trơn á thì làm sao mà di chuyển cử động được đúng không nè. Rồi bây giờ các em vận dụng kiến thức vừa tìm hiểu trả lời cho cô câu hỏi sau. À, thứ nhất, hãy dựa vào cấu tạo của một khớp đầu gối này, đây được gọi là khớp đầu gối, đây là cấu tạo ha, hãy mô tả một khớp động. Bây giờ các em nói lại như vậy, một khớp động thì có cấu tạo như thế nào? À, chắc các em trả lời được đúng không? Một khớp động thì nó sẽ gồm có sụn khớp, đây là sụn khớp, bọc hai đầu xương, đây là đầu xương. Và dây chằng. À, nhìn kỹ ha, các em thấy nó dây chằng thì nó nối hai đầu xương lại, hai đầu xương lại. Và ngoài ra có bao hoạt dịch. À, các bạn thấy là cái bao hoạt dịch phần ngoài đây là cái phần bao khớp đây nè. Hoạt dịch đúng không nào? Thì nó chứa cái dịch khớp. À, ngăn đôi giữa cái hai cái xương này và nó tiết chất dịch nhờn giúp cho hai đầu xương mà chuyển động dễ dàng. À, chuyển động dễ dàng. Người nào mà bị ít cái dịch khớp, à, cái dịch này á, thì cái khô, giống như người ta nói là khô khớp á, giống như khô dầu ấy, thì cái người đó họ đi rất là khó khăn, rất là đau. À, mà để bổ sung những cái dịch khớp này người ta có uống thuốc, nhưng mà ăn thức ăn ví dụ như ăn đậu bắp thì cũng có thể trong đậu bắp nó có những cái dịch nhờn á, nó cũng giúp tăng cái dịch chất nhầy này để cho cái đầu khớp, những cái khớp gối này dễ di chuyển. Rồi câu hỏi số 2, em cho cô biết cái khả năng cử động của khớp động và khớp bán động khác nhau như thế nào, vì sao có sự khác nhau đó, đây là khớp bán động và đây là khớp động. Nãy giờ chúng ta tìm hiểu rồi. À, chắc chắn bây giờ các em trả lời được. Vậy cái khớp động, khớp nào linh hoạt hơn? À, đó là chúng ta thấy là khả năng cử động của cái khớp động chắc chắn nó sẽ linh hoạt hơn. Vậy do đâu? À, do cấu tạo của khớp bán động, các em thấy nó có những cái đĩa sụn. À, đĩa sụn này nó để nó hạn chế cái cử động của khớp. Thì cái người, cái phần mà khớp động ở xương cột sống á, chúng ta có thể di chuyển như gặp về phía trước và phía sau hoặc là xoay, nó vẫn hạn chế. Còn cái cấu tạo của khớp động thì cái diện khớp ở hai đầu xương này nó tròn và nó lớn, nó có sụn
trơn bóng, sụn trơn bóng, và giữa khớp có bao chứa dịch, bao chứa dịch, và do đó nó di chuyển linh hoạt hơn. Còn cái giữa khớp của bán động thì các em thấy là nó phẳng cũng như là nó hẹp. Rồi các em tiếp tục trả lời câu hỏi số 3. Số 3 này rất là dễ, là nêu đặc điểm của khớp bất động. À, các em nhìn kỹ ha, đây là khớp bất động, này phông lớn, nhìn cái hình này rõ hơn. À, vậy thì khớp bất động chúng ta thấy sao? À, nó có đường nối giữa hai xương là răng, răng cưa rất là khít đúng không? Nó khít với nhau nên nó không cử động được. Và nó làm cho cái bộ xương hợp sọ rất là chắc. Đây là khớp bất động. Rồi, như vậy các em vừa tìm hiểu xong đặc điểm của các khớp xương. Giờ chúng ta chốt nội dung ghi vào vở nhé. Và các em lưu ý các xương thì liên hệ với nhau bởi khớp xương, và có 3 loại khớp, đó là khớp bất động thì khớp không cử động được, ví dụ khớp giữa các xương sọ. Rồi khớp bán động là cử động của các khớp nó còn hạn chế, ví dụ như là khớp giữa các đốt sống. Rồi khớp thứ ba là khớp động, thì khớp động này là cái khớp dễ dàng cử động nhờ hai đầu xương nó có sụn đầu khớp nằm trong một cái bao chứa dịch khớp, ta gọi là bao hoạt dịch, ví dụ như là khớp gối, khớp vai, vân vân. Các em ghi nội dung vào vở nhé. Các em có thể dừng video lại để ghi nội dung vào vở. Rồi chúng ta tổng kết. Như vậy chúng ta chốt lại là bộ xương gồm có các phần. Thứ nhất là phần đầu. Thứ hai là phần xương thân. Đây, xương thân. Và thứ ba đây là xương xương chi, xương chi ha. Và bộ xương thì có các khớp, như là đây là khớp bất bất động, nó không cử động được, và đây là khớp bán động, cử động rất là ít. Rồi và đây là khớp khớp động thì có khớp ở khớp tay, khớp đầu gối, khớp chân, cổ chân và bàn chân, vân vân. Như vậy là các em đã hiểu được kiến thức trọng tâm của bài học hôm nay. Bây giờ cô có những câu hỏi để kiểm tra các em hiểu bài tới đâu nhé. Các em theo dõi. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Hiện tượng uốn cong chữ S của xương cột sống ở người có ý nghĩa như thế nào? Rồi, các em chọn đáp án nào? Các em tự đọc các gợi ý ha và chọn đáp án. Cô chúc mừng bạn nào có đáp án đúng. Đó là có ý nghĩa là giúp giảm áp lực của xương cột sống, hay là có ý nghĩa là giúp phân tán lực đi các hướng, giảm sốc và sang chấn được phần đầu. À, cô chúc mừng bạn nào có đáp án này. Chính xác. Câu số Em 2. hãy kéo những hình là khớp động vào rổ cho đúng. Đây là các khớp, giới thiệu với em là đây là các khớp, và các em chọn cái khớp nào các em bỏ vào. Và cô chúc mừng bạn nào có đáp án đúng. Khớp động đó chính là khớp bàn tay, ngón tay và khớp đầu đầu gối. Còn nếu các em chọn hai đáp án này thì nó sẽ sai ha. Chúc mừng các em. Hãy nói hình tương ứng với loại khớp cho phù hợp. Rồi. Như vậy khớp bất động thì các em sẽ chọn hình nào? Khớp bất động. Này các em thấy khớp bất động đó là không có khả năng cử động đúng không? Rồi. Khớp thứ hai là khớp bán động ở đây. Sống và khớp khớp động là khớp này. Thì chúc mừng bạn nào trả lời đúng ha. Như vậy là các em đã trả lời chính xác và các em có trọn điểm 30, 10 điểm. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Các em nhớ viết bài đầy đủ và học bài, bài 7, đọc một em có biết nữa nhé. Rồi tìm hiểu trước cho cô bài số 8. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.